Xin chào anh em đã đến với kênh điện cơ của mình. Thì rất lâu rồi mình chưa có làm video. Thì hôm nay mình có nhận một con máy phát 13kg buffer của Trung Quốc đây nè. Thì mình chia sẻ video cho anh em tham khảo vào máy phát buffer. Thì cái cuộn phát chính này thì mình vào thì nó giống như là mình vào máy động cơ ngần tư bình thường thôi anh em. Đây thì động cơ buffer bình thường thôi. Mình quay liền hết buffer 12 cuộn dây. Đây một pha nó gồm 4 cuộn. Mình quay mình xỏ gang hết đây anh em. Đây. Đây. Đó. Mình đã vào trước một pha rồi đây. Thì anh em nào mà theo dõi kênh của mình thì anh em cũng đã biết cách mình vào xếp kép này. Đó, xếp rế đây, mình xếp rế mà ấy là gọi là xếp kép đây. Thì đã rất nhiều video mình đã hướng dẫn anh em rồi, cũng hướng dẫn anh em cách chờ luôn. Đây mình chờ, mình không vô luôn, mình chờ để khi mình nó giáp lại thì nó không sẽ lột cuộn ra, nó không lột cuộn một và cuộn cuối thì nó sẽ hơi xấu cái điểm đó, thì mình lật luôn, mình chờ luôn cho nó gọn nó đẹp, nó giấu cái đầu cuộn một và cuộn cuối anh em ạ. Thì đây thì mình vào cuộn một xong á, thì mình pha một xong mình bỏ qua bên, thì mình lấy mình vào pha hai, thì tất cả mình đầu dây mình cho bên này. Đây. Đó mình liền hết hết thì sẽ còn là 6 đầu dây. 6 đầu dây gì mình sẽ đấu lại cho nó gọn anh em ạ, chứ còn anh em quấn rồi thì nó rất là nhiều đầu dây. Nó sẽ đấu nó rất mất công. Đây thì giờ mình sẽ vào cái cuộn thứ hai cho anh em xem lại nha. Đây pha thứ hai đây anh em. Kéo cái đầu dây qua đây. Rồi tiếp thứ ba, đây mình đi 3 bước chính nha anh em. 3 bước chính thì có nghĩa mình chờ, mình sẽ chờ 8 rảnh. Mình chờ 8 rảnh thì mình khi mình vào bước thứ 8 mình sẽ chồng chân ở điểm chồng đây. Đây anh em, mình ra nhiều video về cách hướng dẫn này rồi, mình không ra lại anh em kêu ra gì. Thế này anh em thấy sổ nghe hết rồi. Thì là thay vì đấu nối thì mình xỏ gan mình đấu luôn, khỏi tốn thời gian đấu viên cầu trì nó rất là lâu nè, mà thời gian nó lâu gấp đôi lần mình vào một con một động cơ luôn mà nó đẹp nữa nè. Nhớ lót cái tờ giấy này vào nha, tờ giấy để khi mình vào nó không bị cái cuộn này, nó không bị cọ vào cái thành rãnh, nó sẽ làm nên tràn dây.
Rồi xong cái pha 2 rồi thì mình bỏ qua một bên luôn. Mình lấy cái pha 3. Pha 3 đây mình vào tiếp pha 3. Cũng vào cái cuộn đầu tiên của pha 3. Mình vào tương tự như pha 2 thôi. Đây anh em, mình vào xong cuộn thứ 3 đây. Pha thứ 3 đây, cuộn đầu tiên của pha thứ 3 đây. Thì cái tép này là tép cuối cùng thì chồng lên anh em. Đây mình lót giấy giấy giữa là vì sẽ còn cái cuộn kích từ nữa anh em ạ. Đây, bây giờ mình sẽ chồng miết tới. Đấy bây giờ thì mình đi lại cái cuộn bước 14 thì cái cuộn thứ 2 của pha đầu tiên. Bây giờ mình tiến hành mình vào thôi. Đây để mình nói lại cái chỗ này cho anh em hiểu, nhiều anh em lộn cái chỗ này. Không phải mình vào cái tép này luôn anh em, mình mà mình vào cái tép này. Đây, cái tép này, còn tép này để mình vào cuối cùng nha anh em. Nhiều anh em bắt cái này vào là sẽ nó bị trật. Vào cái tép đây, tép cuối cùng của cuộn thứ hai đây. Mình sẽ kéo cái sợi dây đây. Mình cho cái động gang này về làm cái đầu. Đó là đầu đây, đầu 4 này anh em. Có nghĩa là cuối 1, cuối 4 thì nó sẽ còn lại cái đầu 4. Cái này anh em, nhiều anh em mới tập vào thì nó dễ bị lộn lắm, mà anh em vào quen thì ok thôi. Phát này này vào nó rộng lắm, nên là nó rộng lắm chứ không phải như vào động cơ rộng lên nè. Này bên đó nó rộng lên mình hạn chế đập đây, rồi hạn chế đập danh chọn mấy góc rồi. Tiếp thứ hai mình vào thì mình cắt pha luôn nha anh em. Mình vào thì mình cắt pha luôn, mình nhiều anh em cắt pha sau cũng được. Rồi mình vào cắt pha trước quen rồi. Cắt pha sau nhiều khi mình tọt xuống thì nó bị vướng dây anh em. Mình lót giấy thì mình lót giấy 3 diêm, phim sữa 3 diêm rất là cứng, còn mình cấp pha bằng phim xù 2 diêm anh em, phim hồng đây. Phát điện thì mình làm kỹ tí, con này là 12 kg thì nó cũng như con 15 ngựa thôi, thì 15 ngựa thì mình không có làm phức tạp gì đâu. Máy phát thì mình làm rất kỹ. Phát ở môi trường biển nên là mình cũng lót cho kỹ, sợ mình khi nó độ ẩm anh em, nếu biển nó độ ẩm rất cao.
Rồi đây, cái tép cuối cùng anh em thấy không? Em cái tép cuối cùng đây anh em thấy sẽ nó đấu cái nó liền cái cuối một quay với là cuối bốn đó, vô cuối cùng vậy. Thế nếu anh em nãy mà anh em bóc cái này vô đầu tiên là sẽ bị lộn ngay. Anh em vô đấy khi đấu nó sẽ chạy không được. Motor cũng vậy thôi. Nếu mình làm cái này thì là giống y motor hoàn toàn hết. Nó có thác ở chỗ kích từ kích chính kích từ phụ lên em. Lát mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách vào kích từ. Kéo mình canh chỉnh cho cái ống gang nó vừa vặn anh em. Anh chị nằm âm ở trong rảnh rồi. Này 36 khe nha anh em, ba mình đi 39. 39 hay 38 là được, mình đi 39. Góc cho giảm vào. Rồi. Xong mình và đã vào xong cái cụm thứ hai của pha đầu tiên, có nghĩa là cụm số 4 này nè. Đó, mình vào như thế này rồi. Nó thì tương tự thì 14 25 36 mình có đủ tới mít thì nó sẽ về tới đây, vị trí sẽ còn 6 đầu kề nhau. Đó, thì như tất cả motor bình thường thôi. Đây, bây giờ mình tiến hành mình vào nốt những cái cuộc pha còn lại thì rồi mình sẽ quay video đấu cho anh em xem. Tại nếu mình quay hết thì nó dài quá nha anh em.